hướng đến một cái Tết bình yên bên gia đình và người thân, đồng thời hỗ trợ ngành chức năng trong việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch COVID-19 hiệu quả. Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị tất cả người dân mở ứng dụng Bluezone khi tới nơi công cộng, khuyến khích người thân cùng cài ứng dụng. Tính đến ngày 4 tháng 2 năm 2020, số lượt tải Bluezone đã đạt mốc 28 triệu lượt, tăng hơn 3 triệu lượt so với ngày 28 tháng 1, bình quân tăng khoảng 500.000 lượt tải một ngày.